Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng gặp nhau trong thời lượng của kênh Tin Mới. Hãy cùng theo dõi những bản tin mới nhất, nóng nhất đã diễn ra 24 giờ qua về tình hình an ninh trật tự xã hội trong nước và quốc tế. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hơn 500 người đã chết trong lũ lụt ở nhiều vùng của đất nước, với những cơn mưa xối xả dự kiến ở một số khu vực trong những ngày tới. Tờ Nhật báo Trung Quốc bằng tiếng Anh đưa tin rằng, các quan chức đã xác nhận rằng hơn 200 người đã chết cho đến nay và 300 người mất tích. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung Quốc, các khu vực thuộc tỉnh Giang Nam và Nam Trung Quốc vẫn có mưa vừa đến mưa to. Có nơi mưa to nhưng mưa sẽ yếu đi đáng kể khi vành đai mưa chính dịch chuyển lên phía Bắc đến Trung và hạ lưu sông Dương Tử. Trong 2 ngày qua, các khu vực Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Tây, Quý Châu và các nơi khác sẽ có mưa lớn, trong đó có một số khu vực ở Quảng Tây và Quý Châu. Điều này sẽ khiến Phúc Kiến, Quảng Tây và những nơi khác bị lũ lụt trong những ngày gần đây đối mặt với những mối đe dọa mới. Ngoài ra, sẽ có mưa từ nhẹ đến trung bình ở lưu vực sông Hán Thủy, sông Giang Hoài, phía Bắc Giang Nam và hầu hết Nam Trung Quốc, trong khi mưa to đến rất to sẽ xảy ra ở các khu vực thuộc lưu vực Tứ Xuyên, Hồ Bắc, An Huy và Giang Tô. Công tác kiểm soát các tỉnh dọc sông Dương Tử sẽ gặp phải những thử thách gay gắt. Trong vài ngày qua, 54 huyện và thành phố của tỉnh Giang Tây đã xảy ra mưa lớn. 44 trạm đo trong tỉnh đã nhận được lượng mưa hơn 250mm, khiến mực nước sông trong tỉnh tăng mạnh, vượt kỷ lục lịch sử. Cần có biện pháp tăng cường công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Một con đê ở Lâm Xuyên, thành phố Phúc Châu, tỉnh Giang Tây bất ngờ vỡ vào thứ Hai, và dòng chảy qua chỗ vỡ đã ảnh hưởng đến 10.000 hectare đất canh tác và gần 10.000 người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tại thị trấn Khánh Nghi, tỉnh Giang Tây, hàng trăm dân làng bị nước lũ bao vây, buộc chính quyền phải điều động thuyền xung kích để giải cứu họ. Theo hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, những ngày gần đây một số tỉnh miền Nam Trung Quốc đã trải qua những trận mưa xối xả như chút nước. Mưa xối xả đã gây ra lũ quét nghiêm trọng, thảm họa đã khiến 51 người thiệt mạng và 21 người mất tích. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, người đang chỉ đạo chính quyền Trung Quốc chiến đấu chống lại hội chứng hô hấp cấp tính được gọi là SARS ở Trung Quốc, đã chỉ thị cho chính quyền các cấp và các cơ quan bảo vệ nguồn nước ở đại lục hết sức coi trọng việc kiểm soát lũ lụt để đảm bảo an toàn tính mạng của nhân dân và đảm bảo tiến độ xây dựng kinh tế bình thường. Tân Hoa Xã đưa tin, từ một tuần nay Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quý Châu liên tiếp có mưa to, có nơi mưa rất to. Lũ quét do mưa xối xả đã làm cho 25 người thiệt mạng và khiến 13 người mất tích ở Hồ Nam. Báo cáo từ trụ sở kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Trung Quốc cho biết, lượng mưa trung bình trong hệ thống hồ Động Đình ở Hồ Nam là 120mm và khu vực có lượng mưa hơn 160mm lên tới 120.000 km². Theo các báo cáo, mưa lớn như chút nước đã xảy ra tại một số khu vực của ba thành phố Mai Châu, Hà Nguyên và Thiều Quan thuộc tỉnh Quảng Đông, đồng thời xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng và sập nhà tại một số khu vực, khiến 25 người thiệt mạng và 8 người mất tích. Hơn 18.000 người đã được sơ tán cho đến nay. Tại Hà Nguyên, Quảng Đông, 38 thị trấn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, với dân số hơn 120.000 người. Tại huyện Long Xuyên, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, 160 ngôi nhà bị sập, 395 ngôi nhà bị hư hại và 39.000 hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Tại thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây, hơn 450.000 người ở 8 huyện và 85 thị trấn bị lũ lụt tấn công. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tính đến trưa qua theo giờ địa phương, đỉnh lũ đầu tiên của sông Tương Giang trong năm nay đã qua đoạn Chu Châu, với mực nước cao tới 43,24m, cao hơn mực nước cảnh báo 3,24m. Theo các báo cáo, đây là trận lũ lớn nhất chưa từng xảy ra trong 25 năm qua ở sông Tương Giang của Hồ Nam. Ở Tây Nam Trung Quốc, ít nhất 161 người đã thiệt mạng và hơn 60 người mất tích do mưa lớn và lũ lụt kéo dài nhiều ngày. Trận lũ lụt thảm khốc mà truyền thông Trung Quốc gọi là thế kỷ mới có một lần đã gây thiệt hại hàng triệu USD. Các quan chức Trung Quốc cho biết hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát và các nhân viên cứu trợ khác đang giúp phân phát hàng cứu trợ khẩn cấp. Giới chức Trung Quốc cho biết, nhà chức trách đã phân phát hàng viện trợ cho 3.000 người vô gia cư. Tờ China Daily đưa tin rằng, các nhà chức trách cho đến nay đã sơ tán 450.000 người và làm hư hại 127.000 ngôi nhà. Theo báo cáo, ở một số khu vực của Trùng Khánh, nước ngập đã chạm tới 4 tầng lầu. Theo báo cáo chính thức của Tân Hoa Xã, do mưa lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử và trung lưu sông Hàn, trữ lượng nước trong hồ chứa Tam Hiệp trên sông Dương Tử đã vượt quá mức cảnh báo. Dòng nước ào ạt đang chảy qua các cửa xả lũ của đập Tam Hiệp, nơi đã được chính quyền ban bố tình trạng báo động lũ lụt. U thuyền Tam Hiệp ở thượng nguồn đập được thông báo tạm dừng giao thông vào lúc 20 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương. Đây là lần đầu tiên âu thuyền Tam Hiệp ngừng hoạt động trong mùa lũ, kể từ khi chính thức mở cửa cho giao thông thủy. Các nhà chức trách cũng đã củng cố các con đập để đối phó với lượng nước tích trữ đang tăng lên nhanh chóng. Thành phố Trùng Khánh và tỉnh Hà Bắc, nằm ở trung và thượng lưu sông Dương Tử, đã ban hành cảnh báo lũ lụt,
đồng thời tăng cường quan trắc và kiểm tra dọc sông Dương Tử và các hồ chứa khác nhau. Thành phố Đại Châu được cho là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với lượng mưa lên tới 460mm. Theo Sở Cứu hộ Thiên tai Tứ Xuyên, khoảng 3.000 người bị mắc kẹt do lở đất ở thành phố Đại Châu, khoảng 10.000 người bị mắc kẹt trong thành phố. Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 40 triệu đô la viện trợ khẩn cấp cho tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh, những nơi bị mưa lớn tàn phá. Dự án Tam Hiệp của Trung Quốc rất tốn kém. Ở Trung Quốc khan hiếm điện, dự án Tam Hiệp đã được chính phủ thúc đẩy như một niềm tự hào dân tộc. Tuy nhiên, dự án chính trị này đã làm nảy sinh các vấn đề gây tranh cãi về môi trường và vấn đề bảo vệ các di tích văn hóa. Chính phủ Trung Quốc đã cảnh báo rằng có khả năng xảy ra nhiều lũ lụt và bão hơn. Kể từ đầu mùa hè, những trận mưa xối xả liên tiếp ở miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã khiến gần 400 người thiệt mạng. Thời tiết khắc nghiệt đã buộc hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa trong năm nay. Các thảm họa khí tượng của Trung Quốc có thể được tóm tắt bằng hai bức ảnh trên trang nhất của các tờ báo ngày nay. Một là nhà dân ngập đến nóc, hai là lòng sông đã khô cạn sau nhiều ngày phơi mình. Trong khi miền Bắc bị hạn hán hoành hành, thì miền Trung và miền Nam Trung Quốc hứng chịu những trận mưa xối xả liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, cả nước có 659 người chết vì thiên tai, gây thiệt hại kinh tế hơn 4 tỷ đô la. Nhưng vấn đề để làm cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với 3 cơn bão nữa. Người dân phẫn nộ với cơ quan dự báo thời tiết khi Bắc Kinh hứng chịu một trận mưa như chút nước trong khi dự báo không có mưa. Trước sự đe dọa của nước lũ, ở tỉnh An Huy phía đông Trung Quốc, một con đập đã bị vỡ vào Chủ nhật. 17.000 cư dân đã được sơ tán trước khi đập bị vỡ. Theo hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, do tình hình kiểm soát lũ lụt nghiêm trọng của sông Hoài Hà, để đảm bảo an toàn cho các thành phố công nghiệp quan trọng ở cả hai bên hạ lưu sông Hoài Hà, Sở Chỉ huy Phòng chống lũ lụt tỉnh An Huy đã quyết định phá kẻ đập hồ Tân Đường của sông Hoài Hà để thoát nước lũ. Được biết, kể từ đầu tháng này, nhiều nơi ở Trung Quốc đã có mưa lớn liên tục và lũ sông Hoài Hà kể từ cuối tháng trước là lớn nhất kể từ năm 1991. Hiện mực nước các sông, hồ ở An Huy nhìn chung đã dâng cao, Nam Kinh, Giang Tô lân cận cũng hứng chịu mưa xối xả. Bộ Nội vụ Trung Quốc tuần trước cho biết, 148 người đã thiệt mạng do lũ lụt vào cuối tháng vừa qua. Lụt lội là một vấn đề lâu đời ở Trung Quốc, hầu như năm nào cũng xảy ra. Lũ lụt ở Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái đã giết chết hơn 1.500 người và gây thiệt hại kinh tế 68 tỷ nhân dân tệ, khoảng 8,2 tỷ đô la. Các quan chức từ Văn phòng Cứu trợ Thiên tai của chính quyền thành phố Trùng Khánh cho biết, quận Khải Huyền, gần Trùng Khánh, đã nhận lượng mưa lớn nhất là 427,3mm và tất cả 55 thị trấn trong quận đều bị ảnh hưởng. Trong đó có 18 thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất và hơn 87.000 người bị mắc kẹt, dân số hơn 800.000 người. Theo báo cáo thiên tai của địa phương, trận lụt này là trận mưa lũ tồi tệ nhất trong lịch sử của quận Khải Huyền trong 200 năm qua và toàn bộ khu vực bị bao phủ bởi nước lũ mênh mông. Do lũ lụt hoành hành, nhiều trục đường giao thông từ quận Vạn Châu đến quận Khải Huyền bị ngập lụt, giao thông bị gián đoạn, đường dây điện và thông tin liên lạc bị hư hại nghiêm trọng. Trận mưa xối xả đã khiến 19 người ở quận Khải Huyền thiệt mạng và 18 người mất tích. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, quận Đồn Trú Trùng Khánh đã tổ chức hơn 1.200 sĩ quan, binh sĩ và dân quân ra để cứu trợ thiên tai, điều động 13 thuyền tấn công, 3 thuyền ca rắt cao su và 45 phương tiện. Một đội cứu hộ bao gồm các phương tiện đặc biệt cũng đã được triển khai. Theo các báo cáo, các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực gửi nhu yếu phẩm hàng ngày đến khu vực thiên tai để đảm bảo cuộc sống của người dân. Tâm lý người dân địa phương cơ bản ổn định, hơn 1.000 chiếc chăn bông, hơn 200 chiếc lều và các vật dụng khác cần thiết cho các nạn nhân đã được chuyển đến vùng thiên tai. Đồng thời, các vật phẩm cứu trợ thiên tai khác như thực phẩm và dầu ăn cũng đang được thu gom. Theo các quan chức Trung Quốc, lũ lụt ở Trung Quốc vào tháng này năm nay đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 3 tỷ đô la và khiến ít nhất 750 người thiệt mạng. Tân Hoa Xã Trích dẫn một báo cáo do Bộ Nội vụ Trung Quốc công bố cho biết tổng cộng 2,6 triệu hecta đất nông nghiệp đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Các khu vực bị ngập nặng nhất được báo cáo là Thiểm Tây, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây, Hồ Bắc và Quý Châu. Tân Hoa Xã đưa tin, tình hình lũ lụt trên các con sông lớn của Trung Quốc về cơ bản đã ổn định và thảm họa lũ lụt theo lưu vực vẫn chưa xảy ra. Theo báo cáo, tình hình thiên tai ở Thiểm Tây, Cam Túc, Ninh Hạ và Tân Cương đã ổn định, trong khi tình hình thiên tai ở Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Quý Châu vẫn đang phát triển. Mùa lũ lụt ở Trung Quốc chỉ mới bắt đầu và có khả năng kéo dài đến tháng 9, làm dấy lên lo ngại lũ lụt năm nay sẽ giết chết nhiều người hơn so với năm 1998. Các quan chức của Bộ Nội vụ Trung Quốc đã cảnh báo, lũ lụt năm nay có thể tồi tệ hơn thảm họa năm 1998 vì mức độ nghiêm trọng của thảm họa. Lũ lụt năm 1998 được cho là đã ảnh hưởng đến hàng chục triệu người và giết chết ít nhất 4.000 người. Hàng chục triệu người và giết...
Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo trang tin NHK của Nhật, ngày hôm qua, chính phủ Mỹ và Philippines sẵn sàng nối lại các cuộc đối thoại ngoại giao và quốc phòng, tức 2+2 lần đầu tiên sau 7 năm gián đoạn. Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, kết thúc vào ngày hôm qua tại Manila, Philippines, các quan chức cấp cao của hai nước đã nhất trí nối lại các cuộc đối thoại trên, thông cáo chung công bố sau cuộc gặp cho biết. Cuộc đối thoại 2+2 diễn ra trong thời gian từ nay đến cuối năm. Cuộc gặp cuối giữa Washington và Manila trong khuôn khổ này là vào năm 2016, dưới thời của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Philippines đã trở nên căng thẳng, nhiều thỏa thuận của hai bên đã bị đình lại. Thông cáo trên cũng cho biết hai bên khẳng định nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để tăng số lượng các căn cứ mà quân đội Mỹ có thể sử dụng tại Philippines. Theo thỏa thuận song phương, hiện tại có 5 căn cứ quân sự như vậy. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Kretschmann tuyên bố với báo chí sau cuộc họp rằng mối quan hệ đồng minh bền chặt giữa hai nước góp phần vào sự ổn định tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ hơn 75 năm qua. Ông nói thêm rằng mối quan hệ như vậy sẽ chỉ phát triển quan trọng hơn trong những năm tới. NHK nhận định Washington đang tìm cách mở rộng sự hiện diện quân sự tại Philippines trong lúc mà Trung Quốc đang gia tăng các hoạt động trên Biển Đông và đẩy mạnh áp lực quân sự đối với đảo Đài Loan. Việc theo đuổi một chính sách gây tranh cãi như quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông đang làm Trung Quốc hứng chịu các phản ứng kịch liệt của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ. Sau khi trở thành Tổng thống, ông Joe Biden đã đẩy mạnh việc tiến hành các biện pháp cứng rắn đối với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Tổng thống Biden cho rằng các vùng biển có những huyết mạch giao thương hàng hải như Biển Đông, vùng vịnh Ả Rập phải được giữ ổn định. Đặc biệt, tuần duyên Mỹ sẽ đóng vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do rộng mở bằng cách đẩy mạnh sự hiện diện trong khu vực thông qua việc hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Philippines và cả Việt Nam. Đây được xem là một thông điệp rõ ràng gửi tới Trung Quốc và chiến lược vùng xám mà Bắc Kinh đang sử dụng để thúc đẩy yêu sách hàng hải vô lý trên Biển Đông. Vùng xám là chiến thuật sử dụng tàu hải cảnh và tàu dân quân để đe dọa và quấy rối các nước, nhưng vẫn giữ căng thẳng ở mức giới chiến sự. Tương tự, một số nước như Anh, Pháp, Nhật Bản đã lên tiếng phản đối các hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Tại hội nghị tương lai châu Á, Thủ tướng Kishida Fumio tuyên bố Nhật Bản phản đối quyết liệt bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi hiện trạng tại Biển Đông. Ông Suga khi đó đã kêu gọi các nước hợp tác xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Theo học giả người Singapore Colin Lincoln, Bắc Kinh đang hành động trên đà tự tin vì họ đang có thể kiềm chế được đại dịch COVID-19 trong khi các quốc gia khác trên thế giới lại đang loay hoay. Mặc dù vậy, chuyên gia này chỉ ra các nước lớn trong khu vực châu Âu và một số nước khác sẽ tham gia triển khai hải quân trên khu vực Biển Đông trong năm nay và năm sau đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Cùng với sự thúc đẩy của Tổng thống Mỹ Joe Biden, các nhà lãnh đạo đều công nhận rằng sự đe dọa bắt nạt và các hành vi gia tăng sự hiện diện quân sự của Trung Quốc đang đe dọa lợi ích của họ trong một khu vực hàng hải, hòa bình và ổn định. Rất có khả năng Biển Đông sẽ là một điểm nóng trong thời gian tới. Cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc trong lòng biển đã diễn ra trong suốt nhiều năm qua và cũng quyết liệt không kém. Những cuộc đối đầu trên mặt biển hiện tại, Trung Quốc đã và đang xây dựng một mạng lưới săn ngầm với các khí tài trên không, tàu mặt nước, đặc biệt là hệ thống cảm biến và giám sát cố định trong lòng Biển Đông. Theo đó, Trung Quốc đã tăng tốc phát triển một hệ thống giám sát tàu ngầm tương tự máy bay săn ngầm thế hệ mới và thiết lập các đường dây liên lạc bảo mật giữa các tàu ngầm, trung tâm chỉ huy qua tần số siêu thấp hoặc cực kỳ thấp. Mới đây, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn các hình ảnh vệ tinh được chụp gần đây cho thấy Trung Quốc đã mở rộng căn cứ quân sự Du Lâm tại tỉnh Hải Nam. Du Lâm là một trong những căn cứ quân sự quan trọng của quân đội Trung Quốc PLA và là nơi đồn trú của hạm đội tàu ngầm tiên tiến của nước này. Nó cho phép hạm đội của Trung Quốc tiếp cận không chỉ Biển Đông mà còn tuyến đường biển kéo dài từ Trung Đông qua eo biển Malacca đến Trung Á. Trên website của Bộ Quốc phòng, Trung Quốc cũng vừa công bố hình ảnh máy bay săn ngầm thuộc dòng thiểm Tây Y-8. Tham gia cuộc tập trận diễn ra hồi giữa tháng 9 năm ngoái. Nội dung công bố không nêu rõ vị trí của tập trận, nhưng cho biết máy bay tham gia tập trận thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ phụ trách các hoạt động của PLA tại Biển Đông. Trước đó, hồi tháng 5 năm ngoái, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng thông tin
JPLA đang nối lại các hoạt động của máy bay sân ngầm Thiểm Tây Y-8 ở khu vực Biển Đông. Những động thái này được đánh giá là Trung Quốc đang tăng cường khả năng kiểm soát hoạt động của tàu ngầm tại vùng biển này. Bên cạnh đó, Bắc Kinh vừa thử nghiệm thành công công nghệ liên lạc dưới nước ở Biển Đông, cho phép tàu ngầm và thiết bị không người lái duy trì liên lạc trên diện tích hơn 30.000 km2. Liên quan tới các hoạt động mới đây của Biển Đông, tiến sĩ Satoru Nagao, Viện Nghiên cứu Hudson của Mỹ nhận định, khi xây dựng thành công một hệ thống liên lạc dưới nước hiệu quả, Trung Quốc có thể che giấu tàu ngầm hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo tại Biển Đông. Để duy trì sức ảnh hưởng cũng như kiềm chế Trung Quốc, Mỹ từng cáo buộc Bắc Kinh gia tăng hành động khiêu khích chống lại các bên tranh chấp ở Biển Đông. Cảnh báo rằng, hành vi gây hấn bởi vô trách nhiệm của Trung Quốc sẽ dẫn tới một sự cố hoặc tai nạn lớn. Điều này chỉ còn là vấn đề thời gian. Minh chứng cho các tuyên bố của mình, Mỹ cũng đã tăng cường sự hiện diện của mình bằng các cuộc tuần tra hải quân với lý do đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông. Song song, quân đội Mỹ gia tăng tần suất hiện diện của các máy bay trinh sát trên Biển Đông. Đa số máy bay trinh sát quân đội Mỹ sử dụng là máy bay tuần thám chống ngầm P-8A, máy bay trinh sát không người lái MQ-4C. Thậm chí, theo Tổ chức Sáng kiến Tình hình Chiến lược Biển Đông SCFPI, các máy bay trinh sát của Mỹ đã mở rộng phạm vi dò thám và chỉ cách đường cơ sở của lãnh hải Trung Quốc đại lục 29,46 km. Những hoạt động tăng cường chống ngầm của Mỹ không phải diễn ra trong thời gian gần đây. Còn nhớ cách đây 2 năm, sau vụ phát hiện một tàu ngầm nghi của Hải quân Trung Quốc ngoài khơi đảo Amami Oshima, Mỹ đã huy động tới Biển Đông gần như toàn bộ các máy bay săn ngầm cánh cố định đồn trú tại Nhật Bản. Các biên đội 3 hoặc 4 máy bay Mỹ luôn bật tín hiệu nhận diện, một động thái dường như cố ý để thể hiện rằng họ luôn sẵn sàng bay qua eo biển Ba Sĩ, phía nam đảo Đài Loan. Cuộc chiến giữa lòng biển giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay cấn hơn khi tờ Different News mới đây dẫn các nguồn thạo tin từ Lầu Năm Góc nghiên cứu khả năng phát triển và đặt mua khoảng 50 robot tàu ngầm cỡ lớn cho mục đích giám sát dưới biển. Những robot này có thể giữ vai trò chủ động trong cuộc chiến săn ngầm ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi Mỹ và Nhật đã bắt tay thiết lập hệ thống theo dõi tàu ngầm Hải quân Trung Quốc từ những năm 2000. Thực tế cho thấy, với vị thế là những cường quốc hàng đầu thế giới, cả hai nước Mỹ, Trung Quốc đều có những lợi thế nhất định để phát triển những công cụ phục vụ cho tham vọng, mục đích chiến lược toàn cầu của mình. Và những khí tài thông minh như tàu ngầm, robot, thiết bị lặn không người lái sẽ được triển khai trong lòng biển, sẵn sàng tham chiến bất ngờ khi cần. Có thể nói Biển Đông là vùng biển rộng lớn với nhiều quốc gia có bờ biển xung quanh và được khẳng định chủ quyền theo luật pháp quốc tế, bao gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines, Trung Quốc. Đồng thời Biển Đông cũng là tuyến hàng hải quốc tế quan trọng mà nhiều quốc gia có lợi ích tại đây. Do vậy, việc ngăn chặn Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển năm 1982, là vấn đề bức xúc của nhiều quốc gia. Không những vậy, để lưu giữ chân nhau, không cho nhau chiếm vị thế độc tôn tại tuyến hàng hải quan trọng mang tên Biển Đông. Cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ còn rất gay gắt. Còn trước những hành động ngang nhiên của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thì khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời kiên quyết phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan tới các hòn đảo này. Lộ hình ảnh tàu lặn tự hành của Trung Quốc tại Tam Á. Thưa quý vị và các bạn, những hình ảnh từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc có thể đang thử nghiệm hai thiết bị lặn tự hành tại cảng Tam Á ở Biển Đông. Trang Naval News ngày hôm qua phân tích những hình ảnh vệ tinh từ căn cứ Hải quân Tam Á trên đảo Hải Nam của Trung Quốc cho thấy hai thiết bị lặn không người lái đặc biệt lớn XLUUV. Hai thiết bị này đã hiện diện từ tháng 3, 4 nhưng giờ mới được tiết lộ. Tam Á là căn cứ hải quân quan trọng của Trung Quốc và bến tàu mà hai chiếc XLUUV xuất hiện nằm gần nơi nước này từng neo các tàu ngầm nhỏ. Theo Naval News, hai vật thể trong hình nghi là XLUUV quá nhỏ so với một chiếc tàu ngầm thông thường và quá lớn so với thiết bị vận chuyển người lái SDV. Hai tàu lặn có kích thước khác nhau và có thể có thiết kế khác nhau, gợi ý chúng có thể đang được thử nghiệm xem thiết bị nào tối ưu hơn. Chiếc XLUUV đầu tiên dài khoảng 16m, rộng 2m, đuôi có hai chân vịt. Thiết kế này được cho là giống với thiết bị lặn không người lái độ choán nước lớn LGUUV
SHU-001 từng xuất hiện công khai vào tháng 9 năm 2022 và được cho là đang hoạt động trong Hải quân Trung Quốc. Thiết bị trong ảnh vệ tinh có kích thước lớn hơn 2 lần so với SHU-001. Chiếc HLUUV thứ hai có vẻ ngoài đơn giản hơn, ốm hơn nhưng dài khoảng 18m. Thiết kế này giống loại HLUUV Oka của Hải quân Mỹ. Theo Naval News, HLUUV được nhìn nhận rộng rãi là công nghệ hải quân chủ chốt có thể định hình các cuộc xung đột trong tương lai. Tương tự các UUV kích thước trung bình hiện có, HLUUV có thể thực hiện nhiệm vụ tình báo, giám sát và do thám ISR. Kích thước lớn hơn có thể giúp chúng gia tăng tầm hoạt động cũng như là có thể thực hiện các vai trò khác như giải thủy lôi, tác chiến chống ngầm, vận tải. Trung Quốc đã xây dựng và hiện đại hóa hải quân nước này trong 20 năm qua, do đó không ngạc nhiên khi nước này âm thầm phát triển các loại thiết bị lặn tự hành mới. Những quân khu thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam được phân bố đồng đều từ Bắc đến Nam, thực hiện các chức năng bảo vệ khu vực lãnh thổ được phân công. Hiện nay Việt Nam ta có 7 quân khu, đó là các quân khu 1, 2, 3, 4, 5, 7 và 9. Vậy tại sao lại không có quân khu 6 và quân khu 8? Mời quý vị khán giả cùng đến với phần thông tin chính ngay sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trước tiên, chúng ta cần biết quân khu là gì. Quân khu là liên binh đoàn lãnh thổ trên một hướng chiến lược gồm một số tỉnh, thành phố có liên quan với nhau về quân sự. Về lực lượng, thường có một số binh đoàn, binh đội trực thuộc các đơn vị bộ đội địa phương và dân quân tự vệ thuộc các tỉnh, thành phố trong địa bàn quân khu. Chức năng cơ bản của quân khu là tác chiến bảo vệ lãnh thổ quân khu, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân ở địa phương. Tại Việt Nam, việc thành lập các quân khu được tiến hành từ thời chiến tranh Đông Dương, nhưng sau năm 1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn dùng tên gọi quân khu để chỉ các tổ chức bộ đội địa phương của mình ở cả miền Bắc lẫn miền Nam. Thứ nhất, quân khu 1, quân khu Đông Bắc. Quân khu 1 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam nằm ở vị trí địa chính trị chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trong thế bố trí chung của cả nước. Có nhiệm vụ tổ chức xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang, ba thứ quân, thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, ba thứ quân, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, tích cực tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quân khu 1 bảo vệ vùng 6 tỉnh phía Bắc Việt Nam, đó là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Bắc Ninh và Thái Nguyên. Trụ sở Bộ Tư lệnh đặt tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Quân khu 2, quân khu Tây Bắc. Quân khu 2 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang ba thứ quân, chiến đấu bảo vệ 9 tỉnh phía Tây miền Bắc là Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Sơn La. Quân khu 2 có trụ sở Bộ Tư lệnh tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, có nhiệm vụ tổ chức xây dựng, quản lý và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các đơn vị bộ đội địa phương các tỉnh, huyện và dân quân tự vệ trên địa bàn quân khu. Quân khu 3, quân khu Hồng Hà, quân khu 3 có nhiệm vụ tổ chức xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang ba thứ quân, chiến đấu bảo vệ khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình. Với 94 quận huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh, trong đó có 4 huyện đảo, 3 huyện, thành phố biên giới. Có 1.821 xã, phường, thị trấn, trong đó có 30 xã đảo và 16 xã biên giới. Diện tích tự nhiên của quân khu 3 là 20.641 km2. Đặc khu Quảng Ninh được sắp nhập vào quân khu 3 năm 1987. Vào tháng 2 năm 1979, Trung Quốc phát động cuộc tấn công Việt Nam. Bởi vậy, đến tháng 4 năm 1979, đặc khu quân sự đặc biệt Quảng Ninh được thành lập với nhiệm vụ bảo vệ vùng biên giới Đông Bắc của Việt Nam. Quân khu 4, quân khu Bắc miền Trung. Quân khu 4 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, nằm trên một địa bàn chiến lược trong thế trận chiến tranh nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ chỉ huy, quản lý và tổ chức lực lượng vũ trang quân khu chiến đấu bảo vệ vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Địa bàn quân khu 4 có vị trí hết sức quan trọng, gồm 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trụ sở Bộ Tư lệnh đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Quân khu 5, quân khu Nam miền Trung. Quân khu 5 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam hiện nay có chức năng nhiệm vụ cơ bản là tổ chức xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang thuộc quân khu chiến đấu bảo vệ vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân ở địa phương trên địa bàn.
Địa bàn quân khu 5 bắt đầu từ đèo Hải Vân đến cực Nam tỉnh Ninh Thuận, gồm 11 tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đặt tại quận Hải Châu, Đà Nẵng. Có một điều chúng ta cần lưu ý là Quân khu 5 hiện nay được gộp trên cơ sở Quân khu 5 và Quân khu 6 trước kia. Năm 1961, Quân khu 6 gồm các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Quảng Đức, Ninh Thuận, Tuyên Đức. Địa bàn Quân khu 6 thay đổi nhiều nơi kể từ năm 1961. Đến tháng 5 năm 1967, Trung ương quyết định sáp nhập Quân khu 6 và Quân khu 5 và điều chỉnh phạm vi Quân khu 5 như ngày nay. Đây là lý do tại sao không có tên gọi là Quân khu 6. Quân khu 7, Quân khu miền Đông. Quân khu 7 trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, có nhiệm vụ tổ chức xây dựng, quản lý và chỉ huy quân đội chiến đấu bảo vệ vùng Đông Nam Bộ. Mở rộng địa bàn của Quân khu 7 bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An và Tây Ninh. Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đặt tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Quân khu 7 hiện nay có sự sáp nhập của đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo vào năm 1991 nhằm phục vụ sự phát triển của ngành khai thác dầu khí Việt Nam. Lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn chú trọng việc quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, vận dụng linh hoạt, sáng tạo đường lối quân sự, đường lối ngoại giao thống nhất ý chí và hành động khắc phục khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Quân khu 9, Quân khu Cửu Long. Quân khu 9 trước đây là chiến khu 9 có nhiệm vụ quản lý, tổ chức xây dựng và chỉ huy quân đội chiến đấu bảo vệ vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Đến nay, địa bàn quân khu 9 có 12 tỉnh, thành phố. Riêng Cần Thơ là thành phố trực thuộc Trung ương là Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ, nghĩa là vùng Tây Nam Bộ. Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đặt tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Bên cạnh đó, Quân khu 8 trước kia cũng đặt tại Quân khu 9. Ngày nay, khu 8 được thành lập cùng các khu khác trên toàn quốc từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945. Phía đông giáp biển Đông, chiều dài gần 100 km, phía tây giáp biên giới Campuchia, dài gần 300 km. Quân khu 8 gồm các tỉnh Tân An, Mỹ Tho, Gò Công, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sa Đéc, Long Xuyên, Châu Đốc. Sau đó, nhiều lần điều chỉnh, đến cuối năm 1975, quân khu 8 đã sáp nhập vào quân khu 9. Bên cạnh 7 quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô là đơn vị bảo vệ, củng cố, xây dựng nền tảng quốc phòng an ninh tại khu vực thủ đô Hà Nội. Ra đời từ phong trào cách mạng của quân chúng, lực lượng vũ trang thủ đô Hà Nội là một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, đã kế thừa phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của thủ đô Hà Nội, truyền thống ngàn năm văn hiến Thăng Long Hà Nội cùng các tầng lớp nhân dân thủ đô viết nên trang sử hào hùng, góp phần làm rạng danh non sông đất nước. Thưa các bạn, trên đây là những quân khu của Việt Nam và nhiệm vụ của từng nơi. Sau đây chúng tôi tiếp tục mang đến cho quý vị khán giả một thông tin kiến thức nữa về ý nghĩa tên gọi Quân đội Nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Thứ nhất, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đây là tên của đội quân chủ lực của mặt trận Việt Minh từ tháng 12 năm 1944 đến tháng 5 năm 1945. Đây là tổ chức quân sự được công nhận là tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là ngày 22 tháng 12 năm 1944, sau này được chọn làm ngày thành lập của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai là Việt Nam giải phóng quân là tên gọi của Quân đội Nhân dân Việt Nam từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1945. Việt Nam giải phóng quân thành lập vào ngày 15 tháng 5 năm 1945 tại Định Biên Thượng, chợ Chu Thái Nguyên, trên cơ sở thống nhất từ các đơn vị Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, cứu quốc quân cùng các tổ chức vũ trang cách mạng tập trung của cả nước theo nghị quyết của Hội nghị quân sự Bắc Kỳ vào tháng 4 năm 1945, họp tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. 3. Vệ quốc đoàn. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã lâm vào tình thế hiểm nghèo, thù trong giặc ngoài. Ở phía Bắc, quân đội Tưởng Giới Thạch tiến và giải rác quân Nhật. Ở phía Nam, thực dân Anh mở đường cho thực dân Pháp tiến vào với âm mưu biến Việt Nam trở về thời kỳ thuộc địa. Lúc này, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã tiến hành sách lược mềm dẻo, dĩ bất biến, ứng vạn biến để giữ vững nền độc lập non trẻ. Trước sức ép của quân Tưởng Giới Thạch, ta linh động đưa Đảng ta vào hoạt động bí mật, Đảng tuyên bố tự giải tán.
đáp ứng yêu sách của quân Tưởng đòi giải tán quân đội chính quy vào tháng 11 năm 1945, Việt Nam giải phóng quân đổi tên thành Vệ Quốc Đoàn hay còn gọi là Vệ Quốc Quân. Lúc này quân số quân đội ta vào khoảng 50.000 người, tổ chức thành khoảng 40 chi đội ở hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. 4. Quân đội Quốc gia Việt Nam. Ngày 22 tháng 5 năm 1946, theo sắc lệnh 71 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Vệ Quốc Đoàn đã đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam, được đặt dưới sự chỉ huy tập trung thống nhất của Bộ Tổng Tham mưu. Quân đội ta lúc này tổ chức biên chế thống nhất theo trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội. Cùng với việc xây dựng quân đội quốc gia, chính phủ ta đặc biệt coi trọng việc xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng, lực lượng bán vũ trang bao gồm dân quân ở nông thôn và tự vệ ở đô thị. Trong thời kỳ từ năm 1945 đến năm 1950, có những người lính trong quân đội thực dân đế quốc sang xâm lược Việt Nam, bị cảm hóa bởi cuộc kháng chiến vệ quốc chính nghĩa của quân dân ta, đã tình nguyện gia nhập quân đội ta, tham gia chiến đấu và công tác ở nhiều lĩnh vực như chỉ huy, tham mưu, kỹ thuật, huấn luyện, quân y, quân giới, tuyên truyền. Nhiều người được giao trọng trách và phong quân hàm sĩ quan. Họ đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng quân đội quốc gia Việt Nam trong buổi ban đầu xây dựng lực lượng. 5. Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ năm 1950, Quân đội Quốc gia Việt Nam được đổi tên thành Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tên gọi Quân đội Nhân dân là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ra với ý nghĩa từ nhân dân mà ra. Vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Tên gọi Quân đội Nhân dân Việt Nam đã trở nên quen thuộc với nhân dân từ đó đến nay. Sau khi Hiệp định Geneva năm 1954 được ký kết, đất nước Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền. Nhân dân Việt Nam đứng trước hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Nhiệm vụ của quân đội thời kỳ này là vừa xây dựng chính quy bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, vừa tham gia đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ngày 15 tháng 2 năm 1961, quân giải phóng miền Nam Việt Nam, lực lượng quân sự của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập trên cơ sở thống nhất lực lượng vũ trang tại chỗ và lực lượng tăng viện từ miền Bắc. Kết thúc thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, thống nhất đất nước, mở ra thời kỳ phát triển mới cho đất nước ta. Hiện nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam có lực lượng thường trực gồm bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương với tổng quân số khoảng 450.000 người và lực lượng quân dự bị khoảng 5 triệu người. Bộ đội chủ lực là thành phần nòng cốt của Quân đội Nhân dân Việt Nam, gồm lực lượng cơ động của các quân đoàn, quân chủng, binh chủng, bộ đội chủ lực của quân khu và bộ đội chuyên môn kỹ thuật. Bên cạnh các đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, còn có hệ thống hoàn chỉnh các đơn vị đảm bảo hậu cần kỹ thuật, các học viện, viện nghiên cứu, các trường đào tạo sĩ quan và trường nghiệp vụ các cấp. Vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước ta vẫn luôn luôn là trăn trở đối với Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trước sự nhòm ngó từ các nước láng giềng, trong đó có anh bạn Trung Quốc. Chính vì thế, Hải quân Việt Nam không thể không ngừng cố gắng nâng cấp trang thiết bị, rèn luyện quân đội tinh nhuệ nhằm mục đích giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của bờ cõi. Như chúng ta đã biết, trong quá khứ, Trung Quốc và Việt Nam đã có những xung đột về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Dẫu rằng hai nước đã ký thỏa thuận hòa bình, nhưng anh bạn láng giềng ấy vẫn không một phút giây ngừng nhăm nhe tới biển đảo Việt Nam. Đặc biệt, mới đây, dân mạng Trung Quốc lại lên tiếng ngăn cản và cho rằng Việt Nam nâng cấp quân đội là có ý đồ khác chứ không phải là bảo vệ hòa bình như chúng ta nói. Vậy thực hư thế nào? Hãy cùng Tin Mới tìm hiểu trong video dưới đây nhé! Thưa quý vị, một số trang báo của Trung Quốc đã cho rằng Việt Nam đã rất háo chiến khi không ngừng nâng cấp mở rộng các đảo trên Trường Sa, đồng thời hợp tác với Mỹ, Nga để nâng cấp các tàu chiến tên lửa của mình. Điều này khiến họ thấy không an toàn và lo ngại Việt Nam sẽ có những hành động xâm chiếm trong tương lai. Một số bình luận cho rằng Việt Nam mà có tiền thì họ cũng mua tàu chiến như thế thôi. Trang bị tác chiến chủ lực của Việt Nam hầu như đều do Nga cung cấp. Sức mạnh của quân đội Việt Nam càng ngày càng đáng lo ngại. Thưa quý vị, thực tế mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nga từ khi chúng ta còn đang trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nước Nga vĩ đại đã tài trợ cho chúng ta rất nhiều trang bị và vũ khí tối tân. Pháo hạng 40mm và Oerlikon 20mm là minh chứng rõ nét cho sự phát triển của quân đội Việt Nam khi được nước Nga tài trợ vũ khí.
Lữ đoàn 125 vùng 2 Hải quân tiền thân là đoàn tàu không số, là đơn vị vận tải đổ bộ chủ lực của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Lữ đoàn 125 cũng là đơn vị sở hữu hai con tàu đổ bộ lớn nhất của quân chủng Hải quân. Tàu đổ bộ mang số hiệu 501, 503 là các tàu chiến lợi phẩm ta thu được sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Hai tàu này vốn là tàu đổ bộ xe tăng LST-542 được Mỹ đóng trong thời gian chiến tranh thế giới lần 2. Thực tiễn, tình hình và yêu cầu lịch sử đã đặt ra cho quân chủng Hải quân những trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang, đó là vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình ổn định trên các vùng biển đảo. Xây dựng quân chủng thực sự là lực lượng nòng cốt tiên phong, góp phần giải quyết tốt mối quan hệ kinh tế, quốc phòng và an ninh biển đảo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân. Bám sát yêu cầu đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, những năm gần đây, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã phát triển với tốc độ rất nhanh, tạo bước biến đổi quan trọng cả về chất và lượng. Cùng lúc, quân chủng tập trung đầu tư mua sắm, đóng mới nhiều phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại như tàu hộ vệ tên lửa JPAT 3.9, máy bay EC-225, DHC-6, tàu ngầm Kilo 636 thế hệ mới, tên lửa bờ thế hệ mới. Tàu pháo được thiết kế, chế tạo mới, vận hành thao tác tự động. Xây dựng phát triển thêm những đơn vị lực lượng mới như lữ đoàn không quân, hải quân, lữ đoàn tàu ngầm hiện đại, lữ đoàn tên lửa bờ, lữ đoàn tàu pháo, tên lửa. Nâng cấp các vùng lên bộ tư lệnh vùng hải quân tương đương quân đoàn, một số trung đoàn lên lữ đoàn, các tiểu đoàn radar lên trung đoàn. Đến nay, quân chủng đã hoàn chỉnh tổ chức biên chế hải quân theo hướng đủ 5 thành phần cơ bản tàu mặt nước, tàu ngầm, pháo binh, tên lửa bờ, không quân, hải quân, hải quân đánh bộ, đặc công nước. Do đặc thù thực hiện nhiệm vụ, tuy cuộc sống của người lính biển còn nhiều thiếu thốn, đặc biệt là nơi núi cao, đảo xa, nhưng nếu đến bất kỳ đảo nào, dù là đảo gần bờ hay xa bờ, dù Trường Sa hay vùng biển đảo miền Nam, miền Trung, đảo Tây Nam hay nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ, hải quân luôn tự hào vì được đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ Tổ quốc. Trao đổi cùng chúng tôi, Thượng tá Phạm Thế Dương, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng đảo Trường Sa chia sẻ, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm, thường xuyên của đơn vị, cấp ủy. Chỉ huy đảo đã tăng cường quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng kế hoạch duy trì lực lượng và phương tiện luyện tập, xử lý thành thạo các phương án, đảm bảo các phương án luôn luôn sẵn sàng. Con người sẵn sàng, vũ khí trang bị sẵn sàng khi có lệnh chiến đấu là có thể thực hiện nhiệm vụ chiến đấu thắng lợi, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống anh hùng, chủ động bắt nhịp với xu thế mới bằng nỗ lực vượt bậc, quyết tâm cao nhất, chuẩn bị chu đáo từ công tác xây dựng hạ tầng cơ sở, chuẩn bị con người đến tiếp nhận huấn luyện. Mà đặc biệt là việc tiếp nhận các trang thiết bị hiện đại trong một thời gian ngắn, lực lượng Hải quân Việt Nam đã tạo được bước đột phá mới trên lĩnh vực quân sự Việt Nam. Việc tiếp nhận, làm chủ và đưa vào khai thác sử dụng các loại trang bị vũ khí mới hiện đại trên đặt ra yêu cầu rất cao đối với mỗi cán bộ chiến sĩ Hải quân, đòi hỏi đội ngũ cán bộ chiến sĩ vận hành, sử dụng tàu ngầm, tàu chiến điêu luyện có sức khỏe tốt, có trình độ kỹ thuật, mưu trí, dũng cảm. Theo Đại tá Nguyễn Văn Quán, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn tàu ngầm 189, bản lĩnh chính trị vững vàng của mỗi cán bộ thủy thủ được thể hiện qua những chuyến lặn biển dài ngày, điều khiển con tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định trí tuệ, sự tự tin, lòng dũng cảm và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Do đó, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn luôn coi vấn đề rèn luyện chính trị, tinh thần không đổi, bước trước khó khăn, kể cả phải chấp nhận hy sinh của cán bộ thủy thủ là vấn đề then chốt, tạo bước đột phá hơn nữa trong nhiệm vụ, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ với phương châm đoàn kết, gắn bó của nhân dân. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ then chốt là bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ hải quân còn luôn là điểm tựa tin cậy cho nhân dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, xây dựng thế trận lòng dân trên biển. Ngư dân Nguyễn Duy Hùng, chủ tàu cá TH-951159 ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, để đánh bắt vùng khơi xa nhiều bất trắc, ví như tàu bị trục trặc hay chúng tôi bị ốm đau, nhờ bộ đội hải quân cấp cứu kịp thời, rồi lúc thiên tai, bão gió, có bộ đội hải quân cùng đồng hành, bà con ngư dân như thêm điểm tựa để yên tâm bám biển vươn khơi.
Trung tá Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, đặt ra những yêu cầu mới hết sức nặng nề với cán bộ, chiến sĩ quân chủng nhưng cũng hết sức vinh quang. Bên cạnh đó, tình hình trên biển dự báo có những diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh nào thì mỗi người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam vẫn nêu cao tinh thần sẵn sàng trận đấu, hy sinh vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bám sát yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, phát huy truyền thống chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng. Cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam nguyện tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng quân chủng cách mạng chính quy, tình nguyện hiện đại, thực sự là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới. Trung Quốc tập trận gần Đài Loan 2 lần trong một tháng. Thưa quý vị, quân đội Trung Quốc cho biết đã tiến hành các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan ngày hôm qua. Đây là cuộc tập trận thứ 2 trong vòng chưa đầy một tháng. Cuối ngày hôm qua, Chiến khu Đông Bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố tổ chức các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung và diễn tập chiến đấu thực tế trên biển và không phận xung quanh Đài Loan. Cuộc tập trận chung vào các cuộc tấn công trên bộ, trên biển nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu chung và kiên quyết chống lại các hành động khiêu khích của các thế lực bên ngoài và lực lượng ly khai Đài Loan. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và đang tăng cường áp lực quân sự, chính trị và kinh tế để khẳng định quan điểm này. Ngày hôm nay, cơ quan phòng vệ Đài Loan ghi nhận có 57 máy bay và 4 tàu hải quân Trung Quốc hoạt động quanh hòn đảo, trong đó có 28 máy bay bay vào vùng nhận dạng phòng không. Vài chiếc trong số 28 máy bay đã vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan, bao gồm các máy bay chiến đấu Su-30 và J-16. 2 máy bay ném bom H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân bay tới phía Nam Đài Loan. Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc đã tập trận tương tự vào cuối tháng trước. Khi đó, Đài Loan ghi nhận có 43 máy bay Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Trung Quốc đã gia tăng áp lực trên vùng trời và vùng biển Đài Loan trong suốt 3 năm qua. Tháng 8 năm 2022, Trung Quốc tập trận xung quanh Đài Loan sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ lúc đó là bà Nancy Pelosi đến thăm hòn đảo. Trung Quốc cũng không hài lòng trước hỗ trợ của Mỹ dành cho hòn đảo, bao gồm việc bán vũ khí. Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng là nhà cung cấp vũ khí quan trọng cho hòn đảo, đồng thời ủng hộ hòn đảo trên trường quốc tế. Vừa qua, Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết ủng hộ cơ chế để Nga bồi thường chiến tranh cho Ukraine. Nghị quyết này tuy không có tính ràng buộc, nhưng nó cũng mang sức nặng chính trị nhất định, vì rất có thể đối tượng được nhắm tới là số tài sản bị đóng băng của Nga ở nước ngoài. Dĩ nhiên, Nga quyết liệt phản đối, họ còn nhắc lại rằng liệu Mỹ có bồi thường cho các trận chiến trước đây, bởi vì ai cũng biết Mỹ là quốc gia gây chiến nhiều nhất, cũng như thu lợi nhiều nhất từ chiến tranh. Nói đến vấn đề này thì chúng ta không thể không bỏ qua Việt Nam. Liệu Mỹ có bồi thường cho Việt Nam đồng nào chưa? Hay thậm chí Việt Nam còn phải trả ngược lại nợ cho Mỹ? Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi muốn bàn tới ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta cần tìm hiểu bồi thường chiến tranh là gì? Bồi thường chiến tranh là đền bù bằng tiền mặt những thiệt hại về vật chất mà kẻ gây chiến phải chịu trách nhiệm theo pháp luật quốc tế. Đôi khi các khoản đền bù cũng có thể là tiền, vàng, bạc, các dạng vật chất của cải mà các nước bại trận phải nộp cho các nước thắng trận khi kết thúc chiến tranh. Trên thực tế, Việt Nam và Mỹ đã đàm phán về vấn đề này trong một thời gian rất dài. Ông Phan Doãn Nam, thư ký của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, thời kỳ Việt Nam và Mỹ đang đàm phán Hiệp định Paris, đã kể lại những câu chuyện liên quan đến quá trình bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, trong đó có vấn đề bồi thường chiến tranh. Năm 1973, phía Việt Nam muốn nhận tiền bồi thường chiến tranh để xây dựng nhà máy thép 3 triệu tấn. Phía Mỹ đồng ý thương lượng về vấn đề này nhưng lại không gọi là bồi thường chiến tranh mà là khoản đóng góp vào quá trình tái thiết Việt Nam. Phía Việt Nam đưa ra con số là 5 tỷ đô, sau thương lượng thì rút xuống 3,25 tỷ đô. Tháng 2 năm 1973, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã gửi thư cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng với nội dung Mỹ sẽ trả khoản tiền 3,25 tỷ đô. Ông Nam nói rằng lúc đó các nhà lãnh đạo Việt Nam đang tập trung ký cho xong Hiệp định Paris nên không phân tích kỹ một câu gần cuối thư có nội dung hai bên sẽ thực hiện thỏa thuận ghi trong thư đúng theo hiến pháp của mỗi nước. Chính câu này trở thành cái cớ để Mỹ sau đó không thực hiện cam kết trả 3,25 tỷ đô. Vấn đề bồi thường nếu đưa ra Quốc hội Mỹ chắc chắn không được thông qua vì Quốc hội Mỹ hồi đó chống Việt Nam.
báo chí Mỹ về sau đưa tin, tác giả của câu đó chính là ông Henry Kissinger, cố vấn của Tổng thống Mỹ Richard Nixon, sau này trở thành Ngoại trưởng. Trước đó, đoàn ngoại giao của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, tức là cơ quan UNICEF, vẫn tư vấn cho Việt Nam cách chia nhỏ nhà máy thép công suất lớn thành nhiều nhà máy công suất nhỏ để tránh bị Quốc hội Mỹ gạt bỏ nếu cho rằng Việt Nam sản xuất thép để tiếp tục chiến tranh. Đoàn của UNICEF còn đưa ra yêu cầu tiền bồi thường phải được dùng để mua hàng của Mỹ và vận chuyển bằng tàu Mỹ, chứ không được trả bằng tiền mặt. Sau mấy tháng làm việc và tư vấn cho Việt Nam, đoàn này về nước và không hồi âm gì. Sau đó Việt Nam mới nhận ra Mỹ chỉ muốn thăm dò xem nước ta có thực sự muốn xây dựng lại đất nước hay là tiếp tục chiến tranh. Năm 1975, Mỹ cho rằng Việt Nam không thi hành Hiệp định Paris nên cũng không thực hiện cam kết của họ, trong đó có khoản bồi thường chiến tranh. Những cuộc đàm phán sau đó về bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ bế tắc vì nhiều vấn đề, trong đó có bồi thường chiến tranh. Thời gian đó, Mỹ luôn cho rằng Việt Nam giữ lại hài cốt lính Mỹ và giấu tù binh của họ. Từ năm 1977 đến năm 1978, Việt Nam có 3 cuộc thương lượng với Mỹ về bình thường hóa quan hệ, nhưng đều bế tắc vì hai vấn đề này. Sau đó, các cuộc đàm phán còn bị ảnh hưởng khi Trung Quốc chủ động thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hồi đó không chống Việt Nam, nhưng cho rằng thời cơ đến thì bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc trước, sau đó mới tới Việt Nam. Như vậy, rõ ràng là Mỹ không hề bồi thường cho Việt Nam một đồng chiến tranh nào. Ngược lại, chúng ta còn phải trả, phải gánh nợ thay cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết rằng chính quyền Việt Nam đã thanh toán hết số nợ là 145 triệu đô la phát sinh từ khoản vay của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Đây là khoản nợ mà Hà Nội bị buộc phải kế thừa, một vấn đề lớn thường gây cản trở cho tiến trình bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt. Người phát ngôn Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Việt Nam đã hoàn tất các khoản thanh toán của mình kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019. Việt Nam không còn nợ bất kỳ khoản nào đối với bất kỳ cơ quan chủ nợ nào của chính phủ Hoa Kỳ. Vào ngày 7 tháng 4 năm 1997, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Robert Rubin đã ký thỏa thuận tại Hà Nội về việc Việt Nam trả lại khoản nợ 145 triệu đô la cho chính quyền Cộng Hòa như một điều kiện để xúc tiến ngoại giao. Theo thông báo ngày 7 tháng 4 năm 1997 của Bộ Tài chính Mỹ, thì Việt Nam đã trả ngay một khoản hơn 8,5 triệu đô tiền lời trong vòng 30 ngày. Kể từ ngày hai bên ký thỏa thuận, sau đó Việt Nam trả đều đặn số nợ còn lại từ tháng 7 năm 1997 đến hết năm 2019 thì hết. Được biết, trong số nợ 145 triệu đô la, có khoảng 75 triệu đô la là nợ gốc từ các khoản vay phục vụ cho nông nghiệp, giao thông, nhà hàng, điện mà chính quyền Sài Gòn vay của Washington từ trước khi kết thúc chiến tranh Việt Nam năm 1975 và khoảng 70 triệu đô la còn lại tiền lãi trong 24 năm. Số nợ gốc của chính quyền Sài Gòn là 85 triệu đô la, phần còn lại là tiền lãi và chi phí phát sinh trượt giá. Từ khi thiết lập bang giao với Việt Nam vào năm 1995 cho đến nay, Hoa Kỳ liên tục tài trợ cho Việt Nam hàng trăm triệu đô cho các chương trình y tế, giáo dục, xử lý chất độc dioxin, người khuyết tật, biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Washington vẫn kiên quyết buộc Hà Nội phải thanh toán khoản nợ của chính quyền Sài Gòn và từ chối xóa món nợ này. Lúc đầu, Việt Nam từ chối thanh toán các khoản vay này nhưng sau đó đã đổi ý vì muốn được Washington tạo thuận lợi để khuyến khích đầu tư nước ngoài. Sự nhượng bộ này được phía Việt Nam gọi là linh hoạt trên nguyên tắc hay là vận dụng linh hoạt có nguyên tắc luật pháp quốc tế theo đúng phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến. Và lúc bấy giờ thì phía Mỹ khuyến nghị Hà Nội không nên giữ quan điểm cứng rắn nữa mà nên nhìn vào tương lai quan hệ hai nước để đi tới giải pháp. Dĩ nhiên, Việt Nam sẽ không bao giờ nói lại vấn đề bồi thường chiến tranh một cách cực đoan, nhưng lịch sử là lịch sử. Có những câu chuyện không thể chối cãi. Về vấn đề hợp tác tìm kiếm quân nhân mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam, chúng ta đã nỗ lực giải quyết vấn đề tìm kiếm, trao trả nhiều hài cốt cho Mỹ. Phía Việt Nam trải qua nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí là thương vong trong quá trình đi tìm hài cốt Mỹ. Ông Phan Doãn Nam, thư ký của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch đã kể rằng, một người bạn ông làm việc ở Bộ Ngoại giao đã tử nạn khi có mặt trên chiếc máy bay bị nổ trên đường đi tìm hài cốt Mỹ. Năm 1989, vợ chồng Tổng thống Mỹ Bill Clinton sang Việt Nam được mời ra tận thực địa để chứng kiến việc tìm kiếm hài cốt lính Mỹ là khó khăn như thế nào. Phía ta còn nói với họ rằng Việt Nam còn có hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh với Mỹ mà chưa nhận dạng được, chưa biết mồ mả đâu. Phía họ dần dần hiểu ra rằng Việt Nam cũng đau lắm. Đến năm 1989, Việt Nam rút hết quân khỏi Campuchia,
xóa bỏ trở ngại cuối cùng trong tiến trình đàm phán. Đại sứ Mỹ lúc đó tuyên bố rằng bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Trong quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ, thái độ của Việt Nam rất nghiêm khắc, biết đánh đúng chỗ họ cần, được phía Mỹ đánh giá cao, là người tham gia quá trình đàm phán Hiệp định Paris. Ông Phan Doãn Nam kể lại câu chuyện 5 năm đàm phán ở Paris. Cuối cùng, vào tháng 1 năm 1973, đoàn Việt Nam đã mời cơm thân mật với đoàn Mỹ. Ông Lê Đức Thọ trong bữa đó đã hỏi ông Henry Kissinger nghĩ sao về đoàn Việt Nam. Không phải là người thân Việt Nam, nhưng Kissinger đã nói rằng chuyện các ông chiến đấu oanh liệt là không ai chối cãi. Nhưng nếu các ông chỉ gan dạ, anh dũng thì chúng tôi cũng sẽ đối phó. Nhưng đằng này các ông còn rất khôn ngoan, mưu lược, nên 5 năm nay chúng tôi phải đấu tranh với các ông không phải dễ. Chúng tôi rất kính phục các ông. Sau khi Hiệp định Paris, Mỹ vẫn không đồng ý Việt Nam vào Liên Hiệp Quốc. Nhưng Tổng thống Nixon nói rằng Mỹ sẽ không bao giờ xem Việt Nam là kẻ thù và trong thời gian chưa bình thường hóa quan hệ sẽ không công nhận bất kỳ chính phủ lưu vong nào chống lại chính phủ Việt Nam. Ông Nam cho rằng Việt Nam và Mỹ đã từng có không ít cơ hội để có thể chơi lại với nhau từ rất sớm. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đã tổ chức thăm cuộc hội thảo tại Việt Nam và một hội thảo ở Ý để tìm ra trong mối quan hệ Việt-Mỹ có cơ hội nào bị bỏ lỡ hay không. Sau khi Việt Nam độc lập, Bác Hồ đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Harry Truman. Chiến tranh lạnh khi đó còn chưa đến và Tổng thống Truman vẫn nói ủng hộ quyền tự quyết của các dân tộc. Bác Hồ tin tưởng như vậy nên mới gửi thư cho Tổng thống Truman, nhưng ông này đã không trả lời. Bản thân cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đã ít nhất 7 lần đề nghị chính phủ Mỹ đàm phán nhưng đã bị bỏ qua. Thượng nghị sĩ Philippines Francis Tolentino ngày hôm qua cho biết Manila có thể sắp tiến hành các cuộc tuần tra hải quân chung ở Biển Đông với Mỹ hoặc với các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Theo nhật báo Philippines Inquirer, ông Tolentino đã tán thành việc tổ chức các cuộc tuần tra chung giữa cảnh sát biển Mỹ, Philippines và thậm chí mở rộng hoạt động này thành cuộc tuần tra đa phương, bao gồm các quốc gia thuộc khối ASEAN để đảm bảo tự do hàng hải, thực hiện quyền đánh bắt cá và những hoạt động khác. Thượng nghị sĩ Tolentino cho rằng Philippines sẽ không thể đơn độc tổ chức các cuộc tuần tra này và cần sự giúp đỡ của các quốc gia khác quan tâm tới việc duy trì tự do hàng hải trong khu vực. Trước đó không lâu, lực lượng tuần tra Philippines cho biết một chiếc tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã xua đuổi một tàu đánh cá Philippines ở bãi cạn Anjujin, tên quốc tế là Second Thomas Zone, tên tiếng Việt là bãi cỏ mây, cách Palawan 315 km về phía Tây. Vụ việc này xảy ra khi Tổng thống Fernando Marcos Jr. thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh, trong đó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết tìm những giải pháp giúp đỡ các ngư dân gặp khó khăn ở Biển Đông, vùng biển mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Bộ Quốc phòng Philippines hồi cuối năm ngoái đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang nước này tăng cường hiện diện trên Biển Đông, viện dẫn mối đe dọa đối với an ninh của đảo Thị Tứ sau các hoạt động của Trung Quốc gần đó. Lệnh trên được đưa ra sau một ngày khi Bộ Ngoại giao Philippines bày tỏ quan ngại về thông tin của Bloomberg cho rằng Trung Quốc bắt đầu bồi đắp đất ở một số thực thể trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh khi đó nói rằng thông tin đó hoàn toàn vô căn cứ. Bộ Quốc phòng Philippines đã nói rằng đã chỉ đạo các lực lượng vũ trang nước này tăng cường hiện diện ở một số khu vực thuộc Biển Đông nằm ở phía Tây Philippines sau các hoạt động của Trung Quốc gần đảo Thị Tứ nằm trong quần đảo Trường Sa nhưng đang bị Philippines kiểm soát. Bộ Quốc phòng Philippines không nói rõ bản chất của các hoạt động của Trung Quốc là gì. Philippines đã nhiều lần cáo buộc lực lượng hải cảnh và dân quân biển Trung Quốc quấy rối và tấn công các tàu cá Philippines cũng như các tàu cá khác trong khu vực. Gần đây nhất vào ngày 21 tháng 11 năm 2022, Hải quân Philippines đã cáo buộc lực lượng Hải quân Trung Quốc mạnh bạo chiếm một vật thể nổi mà binh sĩ Philippines đã vớt được ở Biển Đông. Song phía Trung Quốc nói hai bên đã đàm phán thân thiện tại hiện trường. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. từng khẳng định sẽ không để Trung Quốc chà đạp lên các quyền hàng hải của Philippines. Kể từ khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. nhậm chức vào tháng 6 năm 2022, Philippines đã từng bước tái khẳng định quan hệ đối tác hơn 50 năm với Hoa Kỳ. Người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, đã thẳng thắn phản đối chủ nghĩa can thiệp của Washington, đồng thời ve vãn những ân huệ tốt đẹp với Bắc Kinh, với hy vọng sẽ được Bắc Kinh đầu tư vào nhượng bộ trên Biển Đông. Cho tới nay, Trung Quốc đã không phản ứng mạnh mẽ với cách tiếp cận của Ferdinand Marcos.
Bắc Kinh đã có sự kiềm chế bất thường để đáp lại chuyến thăm gần đây của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tới Manila. Và quan trọng hơn là Palawan, vào tháng 11 năm ngoái, một sự tương phản rõ rệt so với các hoạt động quân sự của Trung Quốc sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất ở vùng Biển Đông hay Philippines gọi là Biển Tây Philippines cho thấy phản ứng của Trung Quốc có thể sẽ không ôn hòa như giả định trước đây. Trong một diễn đàn do Viện Chambers de Rosario tổ chức, Đại tá Basserman Power, lực lượng không quân Hoa Kỳ thuộc dự án Mosul của trung tâm Condiaclot. Ông đã trình bày các hình ảnh vệ tinh cho thấy được cho là suýt có một cuộc đấu đầu và chưa được báo cáo trước đây giữa lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc CCG và Hải quân Philippines vào cuối năm ngoái. Pompeo tuyên bố rằng vào ngày 8 tháng 12 năm 2022, tàu Philippines Andres Bonifacio đang trên đường tới bãi cảng Scarborough thì bị một con tàu không xác định sau đó được biết là CCG-3303 cũng chính là con tàu mà Hải quân Indonesia đã chạm trán tại biển Bắc Natuna 2 năm trước, đã di chuyển từ Đông Bắc và nằm giữa bãi cạn Bonifacio và Scarborough. Hai con tàu gặp nhau ở khoảng cách khoảng 800m, quan sát chuyển động lẫn nhau cho tới khi Bonifacio tách ra và quay trở lại lãnh hải của Philippines. Bãi cạn Scarborough là nơi xảy ra đối đầu Trung Quốc-Philippines vào mùa xuân năm 2012, khi các tàu hải giám Trung Quốc chặn một tàu hải quân Philippines đang cố bắt giữ các tàu cá Trung Quốc trong bãi cạn. Kể từ đó, Trung Quốc gần như liên tục chiếm bãi cạn này, thường xuyên xua đuổi các tàu đánh cá của Philippines ra khỏi khu vực. Một phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay ở Hà Lan đã bác bỏ các yêu sách sâu rộng của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông, bao gồm cả bãi cạn Scarborough, trong khi lực lượng vũ trang Philippines vẫn chưa xác định được tính xác thực của báo cáo của Trung tâm Guardian trình bày ở trên. Bằng chứng thu thập được từ dữ liệu nguồn mở cho phép theo dõi các tàu Trung Quốc và Philippines đã nói lên điều đó. Bắc Kinh tiếp tục coi thường chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Philippines để theo đuổi cái gọi là lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào đầu năm mới, ông Marcos đã cố gắng gạt các tranh chấp lãnh thổ sang một bên để cùng nhau khai thác nguồn tài nguyên dầu khí rộng lớn ở Biển Đông, mà Philippines gọi là Biển Tây Philippines theo thỏa thuận thăm dò chung với Trung Quốc. Cựu Tổng thống Duterte từng cố gắng đạt được thỏa thuận tương tự với ông Tập Cận Bình vào năm 2022, nhưng phải chấm dứt đàm phán ngay trước khi nhiệm kỳ kết thúc vào năm 2022 sau khi không đạt được thỏa thuận thỏa đáng. Các kế hoạch của chính phủ gặp trở ngại lớn khi trong một cuộc bỏ phiếu thì Tòa án Tối cao Philippines đã tuyên bố thỏa thuận ba bên năm 2005 về tiến hành thăm dò địa chấn Biển Trung GMSU vi hiến và vô hiệu theo mục 2 điều 12 của Hiến pháp năm 1987, quy định việc thăm dò, phát triển và sử dụng tài nguyên thiên nhiên phải chịu sự kiểm soát và giám sát hoàn toàn của nhà nước. Thỏa thuận GMSU được ký dưới thời Tổng thống lúc đó là Gloria Arroyo Camacaban cho phép hoạt động thăm dò dầu khí quy mô lớn trên Biển Đông giữa Trung Quốc, Philippines và Việt Nam cho tới khi hết hạn vào năm 2008. Điều này bất chấp thực tế là gần 80% diện tích 142.886 km² được quy định nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, thỏa thuận này đã gây tranh cãi ngay cả vào thời điểm đó. Các nhà hoạch định chính sách đều lên án GMSU là con ngựa thành troi, đã mở cổng cho các hoạt động xâm nhập của Trung Quốc được che đậy bằng vẻ ngoài vô hại của các hoạt động thăm dò, với việc dỡ bỏ lệnh cấm thăm dò dầu khí của cố Tổng thống Benigno Aquino, đệ tam của Duterte vào năm 2020. GMSU đã đóng vai trò là kế hoạch chi tiết, hợp pháp cho sự phát triển chung của các vùng lãnh thổ tranh chấp. Phán quyết của Tòa án Tối cao đối với GMSU 14 năm sau khi Bayan Munda, một đảng viên có danh sách đệ trình phản đối vào năm 2008, đặt câu hỏi về tương lai của các hoạt động chung tiếp theo trong khu vực, thậm chí còn tạo hoài nghi lớn hơn về nỗ lực nhằm đáp ứng lợi ích Trung Quốc của Manila. Không phải ngẫu nhiên mà trong khoảng thời gian ông Marcos đang xem xét thỏa thuận thăm dò chung với Trung Quốc CCG năm 2005, một trong số các tàu hải cảnh biển của Trung Quốc hoạt động trong và ngoài các vùng lãnh thổ có tranh chấp ở Biển Đông kể từ năm 2020 đã bị phát hiện chính xác ở nơi sẽ có dự án. Hình ảnh do Paul Wen chia sẻ cho thấy CCG năm 2005 đang di chuyển về phía đông bắc tới Brisbane.
vào ngày 9 tháng 1 năm nay, chỉ một ngày trước khi có quyết định của tòa án tối cao và ở lại đó 13 giờ trước khi tiếp tục hành trình. CCG-5205 lại được phát hiện vào sáng hôm sau khi đang di chuyển 70 hải lý về phía tây ngoài khơi bờ biển Palawan trước khi quay trở lại đá Vành Khăn. Chủ tài chính ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đã thực hiện một sự thay đổi cơ bản trong cách thức đối phó Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh lợi dụng chính phủ mới Australia để làm hâm nóng quan hệ với Australia, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã thực hiện các biện pháp ngày càng cứng rắn hơn để chống lại chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Thật vậy, câu hỏi trong đầu của Washington và Tokyo không còn là nếu mà, khi nào, khi một cuộc xung đột đối với Trung Quốc có khả năng xảy ra. Các hành động của Nga tại châu Âu đã chứng minh rằng xung đột giữa các quốc gia vẫn là một khả năng rõ ràng. Ngay cả nơi được cho là có trật tự, tự do của thế kỷ 21, bị kẹt trong cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các cường quốc mà không có khả năng quân sự cũng như kinh tế để tự tồn tại. Philippines phải duy trì một hành động cân bằng, tinh tế, giữ khẳng định và nhân nhượng kẻo sẽ biến thành Ukraine thứ hai.